cha nói những nguyên tắc để cha trị bệnh. Cha, cha nghe không rõ, cha hỏi lại nha, để những khi cái đó liên quan tới cái của cha. Cha nên... Giờ đây là người Công giáo hết không? Dạ. Đứng là đọc kinh nha. Dạ. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được việc gì? Xin Chúa giúp đỡ cho mọi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành việc này. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con có một người anh em của chúng con bị bệnh nan y, tên là Nguyễn Anh Dũng. Người anh em này đã ở bên đất nước Mỹ, lại trở về quê hương rồi bị bệnh, cho nên anh em này có cơ hội đến lọc chăm sóc Chúa ở đây. Xin Chúa chữa lành. Chúng con cầu xin Chúa để ban phước lành cho người anh em này. Xin tất cả mọi người hãy biết được người anh em này, hãy cầu nguyện cho người anh em này để ông mau được bình phục, trở về sống với vợ con để phục vụ cho sớm đi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con nguyện vì danh Chúa nhân từ. Sang lên người dạy đồ cổ nhân dân cha và con và mời một số. Bây giờ ở đây hiện tại cha cho biết cái đường núi cha khám bệnh đó, hiện tại là cha đang điều trị 20 mấy ca nan y, trong đó có đủ loại ung thư, kể cả tiểu đường, huyết áp hay là gút hay là tim mạch hay là đau nhức khớp, tổng cộng chung là cha điều trị từ đầu vụ tới giờ là khoảng gần 30 ca. Nhưng mà đã ra khỏi phòng khám này là 5 ca, là 8 ca. Thứ nhất là tai biến mạch mao não là 1 ca. Thứ hai là nhiễm trùng phổi 1 ca. Thứ ba là ung thư máu, ung thư tủy là 1 ca. Đó là 3 ca đã ra cách đây 1 tháng. Ngược lại, ngày Chủ nhật này cha cho ra 3 ca, 5 ca nữa. Là thoái hóa khớp gối hai bên. Rồi ung thư vú hai lượt 2 ca. Rồi ung thư ruột già 1 ca. Rồi xỉn 1 ca. Và tiểu đường tiếp 2. Vậy hiện tại bây giờ cha còn khoảng 20 ca. Và tháng sau ra phòng khám khoảng 10 ca. Tháng này thì ra 5 ca. Là được ký xác nhận là trở về với một con người không còn ung thư. Tháng sau sẽ ra khoảng 10 ca ung thư, cũng là ký xác nhận để cho về. Trong tất cả các ca này thì khoa học điều bó tay, không xác, không chữa trị. Thì ở đây cha chữa trị bằng hai hình thức. Một đó là bằng khoa học, là bằng thuốc, mà bằng thuốc nam. Nhưng thuốc nam của cha là nó có phác đồ. Mọi người hiểu là phải nghe cha nói để hiểu nha. Thuốc nam của cha là có phác đồ, tức là cha có một cái ban diện cảnh hàng ngày, ban này sẽ đối diện với căn bệnh, theo dõi trên gây thuốc với bằng thuốc nam. Và cha có một cái phác đồ nữa là phác đồ sống đúng sự thật. Sống đúng sự thật có nghĩa là gì? Có nghĩa là giờ đây cái căn bệnh của bệnh nhân, nếu anh không về tới đây thì anh sẽ là người lãnh cái án tử, cái bản án gì. Ví dụ như ông Nguyễn Anh Dũng này, đây là một hình thức, là một cái bản án này từ bên Mỹ sang Việt Nam, đúng không? Không còn thuốc chữa, không còn thuốc chữa, bên Mỹ chạy rồi, bản án này là bên Mỹ chạy. Thì khi về tới cha là phải sống đúng sự thật, cha chữa mới hết được. Sống đúng sự thật có nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh nhân phải hiểu được mình bệnh gì và mình cần phải điều trị theo kiểu nào mới hết được. Nếu như
bệnh nhân mà không hiểu được cái cách điều trị là bệnh nhân không hợp tác, con hiểu không? Mà bệnh nhân không hợp tác thì không ai chữa nổi hết, phải vậy không? Thí dụ như giờ con bị gãy cái tay mà con không cho băng lại thì làm sao làm được đây con? Con biểu là ông thầy thuốc là ông không được phép băng tay tôi, vì tôi không chấp nhận băng, vậy thì con nghĩ sẽ làm không? Không làm, phải không nè? Vậy con phải hiểu là cái tay con gãy là phải nói rằng cái tay con gãy và băng lại thì con mới làm. Tại sao cái tay con gãy mà dám nói tay con gãy, mà con bị ung thư không dám nói, không dám nói con bị ung thư, bác sĩ không dám nói, tại sao con nói cho nghe? Được, em xin mời em. Bởi vì đang có sự suy nghĩ của con đó. Ừ. Bởi khi một người bệnh nhân họ bị gãy tay, bác sĩ nói thẳng với họ là anh bị ung thư, người bệnh nhân ít sắp. Nói là thầy quá, trong này không lại. Mà tại sao bác sĩ ở Việt Nam và bác sĩ Mỹ không dám nói thẳng với bệnh nhân? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bởi vì cái thực tế mà khi một bệnh nhân bị ung thư đó, đến là 10 phần, con xin lỗi cho, là 100 phần chữa trị được khoảng 1 hoặc 2 phần. Cho nên bác sĩ không dám nói? Dạ không, đúng rồi, dạ không dám nói. Bởi vì cái số lượng mà nó hồi phục quá nhỏ so với cái số người mắc bệnh đi. Nếu nói cho bệnh nhân biết thì bệnh nhân hoang mang. Dạ. Phải vậy không? Dạ. Nhưng ở đây sao? Bữa chắc chữa được. Chỗ này mới quan trọng. Bây giờ ông chấp nhận nghe ta nói, ta sẽ chữa cho ông hết được. Dạ thưa cha, một khi còn đại đến đến đây, con chưa nghe cha nói lần nào với cái sự thực hiện như thế này. Nhưng mà con đã nghe những cái thông tin cho cái đại chúng, con đã nghe rồi, con đã so sánh lại cái bản thân mình rồi, con đã nghe, đã tin và đã hiểu được cái bệnh mình mang trong người nó như thế nào. Đó. Có một phần là tin đó nên con mới đến đây. Con đến đây để mong làm gì? Rồi con đến đây để nhờ cha nói chuyện với cha, không được con về đâu. Con đến đây để nhờ cha chữa giúp cho con. Rồi, vậy ông phải đối diện với sự thật cha mới giúp ông được. Ông phải nghe cái sự thật cha mới giúp được. Ông phải nghe ông bệnh gì và ông cần phải làm những gì thì cha mới giúp ông hết bệnh được. Ông phải đối diện với chuyện cha nói, ông mới hết bệnh. Khi mà một người bệnh nhân đến bác sĩ khám mà bệnh nhân đó mắc một chứng bệnh ung thư thì bác sĩ không bao giờ nói trực tiếp với bệnh nhân, do bởi là bác sĩ nói sợ bệnh nhân suy sụp tinh thần. Lý do bác sĩ không nói là bởi vì bác sĩ không chữa được, bác sĩ không. Nhưng cha sẽ nói với bệnh nhân là anh nếu không ở đây làm gì chết, còn nếu anh chấp nhận nghe lời cha anh sẽ sống đó, cha chữa anh sống đó. Nhưng mà anh phải nghe lời cha, cha nói sao anh làm vậy là anh sống đó. Vì bác sĩ trên trần gian không chữa được ung thư cho nên họ không dám nói, họ không dám. Nhưng cha kết luận bây giờ nếu ông có nghe lời cha là ông chết chắc chắn. Bây giờ bệnh ông là giờ rõ ràng là ông bị ung thư đó, vậy ông làm sao? Ông nghe lời không? Ông muốn sống không? Muốn sống phải nghe lời. Ông không được suy sụp tinh thần tại vì cha chữa được mà, tại sao ông phải suy sụp tinh thần, đúng không? Ông chỉ cần nghe lời cha là cha cứu ông, tại sao ông suy sụp tinh thần? Những người bệnh ung thư như ông, người ta yếu hơn ông mà người ta còn sống mà, còn ông vậy bệnh gì đâu? Thầy thấy có ông có bệnh gì không? Có, nhưng mà ông đâu có chết được, ông đơn giản đâu có chết đâu. Mà hên Chúa cho ông là ông về kịp thôi. Nếu ông nghe lời cha, cha sẽ cứu ông sống. Ông phải đối diện sự thật. Có, thì cha con có một sự thật. Sự thật nó hơi khổ phàn như thế này. Trong đó thì bác sĩ Mỹ đã nói rồi. Nó lấy sạch thai gan. Nhưng mà khi lên có đến khi mà
danh sách mình hiến gan tới đây đó, sợ là mình cơ thể tôi chịu không nổi. Có thể nó là 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, hoặc sẽ không bao giờ có. Bởi vì cơ thể lúc đó nó sụp mất rồi. Cái thời gian nó quá dài, cơ thể nó chịu không nổi. Vậy ở đây không thay gan ông, cũng không có làm sức mẻ ông một miếng gì hết. Ở đây chỉ cần ông uống thuốc, ông nghe lời là ông hết, không đụng tới cơ thể ông gì hết. Chỉ bắt mặt rờ rờ ông thôi, ngang qua hồ sơ này. Chỉ cần ông nghe lời uống thuốc là ông ăn uống là ông hết. Vậy ông muốn hết thì ông cứ nghe lời và ông phải đối diện sự thật. Bây giờ trong cái bệnh án này của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám đa khoa 1A, là nó chẩn đoán ông nè, tụ máu dưới màng cứng trái hai bên, thái dương trái, liềm não, xuất huyết dưới nhện trái hai bên, thái dương trái, dập não tán trái, nứt sọ chẩn, sơ gan. Ông không còn đường sống, nhưng ông về đây ông sống đó. Ông tin điều đó thì ông sẽ được sống. Nhưng ông tin ông phải nghe lời cha. Bây giờ bắt đầu từ giây, từ ngay giây phút này nè, cho đến ngàn hết bệnh, cha biểu ăn cái gì ông ăn đó, cha biểu uống gì ông uống đó, cha biểu ngủ giờ nào ông ngủ giờ đó là ông hết được. Còn nếu ông làm theo ý ông là cha không chữa được. Cái sự hợp tác quan trọng hơn, cái sự hợp tác rất quan trọng. Nếu mà đối phương không hợp tác với nhau, không làm sao giúp nhau được, thấy không? Bây giờ đọc cái bệnh án của ông là coi như là cuộc đời của ông chấm hết. Và bảo, cha bảo đảm với ông, không có bác sĩ nào chữa được ông bệnh này. Chỉ có Chúa lòng thương xót ở đây sẽ chữa cho ông. Nhưng ở đây không chữa cho ông vì mê tín gì đâu, chữa bằng khoa học. Còn mê tín là ông chữa. Cầu nguyện là chuyện của ông, vì ông là đạo Chúa. Ông cầu nguyện với Chúa như thế nào chuyện ông. Nhưng ở đây sẽ chữa cho ông bằng phát đồ khoa học. Và ông hãy nhớ rằng tụi này đã hàng tháng đã cho xuất viện 5-7 ca ung thư. Thực ra cái bệnh của ông, cái bệnh nặng nhất trong cuộc đời ông là bệnh sơ gan. Máu tụ dưới màng cứng trái hai bên nhỏ, thái dương trái nhỏ, liềm não nhỏ, xuất huyết dưới nhện trái hai bên nhỏ, thái dương trái nhỏ, dập não trái trái nhỏ lắm, nứt sọ nhẫm nhỏ, sơ gan mới lớn. Ông trị có nhiêu đó, ông trị ngay sơ gan không? Còn tất cả những cái bệnh này cha giờ thấy ông đã qua hết rồi. Tất cả bệnh này giờ cha đọc một lọt đó là qua hết rồi, ông không chết vì bệnh đó. Mà ông chết vì sơ gan rồi. Mà cái bệnh sơ gan này chính bên Mỹ là chạy rồi. Bây giờ ông còn đến với cha từ sẽ cứu ông. Vậy bây giờ đi thẳng vào vấn đề. Nếu ông chấp nhận vào cái phát đồ cha trị, cha sẽ cứu sống ông. Chút nữa ông sẽ vô trong đó, ông giờ có hai người ung thư nằm trong đó mà ta đã hết ung thư, ta còn mệt hai cái nhò ung thư gan. Cái bà má anh Đảng biết không, nhà trọ đó bà đã hết ung thư gan, bà đang nằm nghỉ ngơi trong đó. Cái nhà con hả? Vậy cha nói đơn giản với ông nha. Những ngày tháng ông ở đây thì cái chuyện mà can thiệp vào cơ thể của ông không được can thiệp. Có nghĩa là giờ đây cho ông ăn cái gì ông ăn cái đó, ông không được đòi ăn những thứ khác. Ông có hợp tác được không? Bây giờ thí dụ như đang trị bệnh sơ gan cho ông mà ông đòi uống hộp gà là không trị được, không hết bệnh. Ông đòi ăn là phở bò không trị được, ông đòi ăn là cơm nếp không trị. Ở đây cho ông ăn cái gì ông được ăn cái đó thì mới trị ông được. Nói tóm lại là trong những ngày tháng ông trị bệnh đây, ông chỉ được ăn cháo trắng. Khoảng thời gian trị cái ung thư gan của ông là ăn cháo trắng là tại sao? Tại vì bây giờ cái bệnh ung thư gan của ông đó, cái gan ông không còn hoạt động được nữa. Nếu ông ăn tất cả những cái thứ khác vào, cái gan ông nó bị
tê liệt, nó không quạt được là ông sẽ chết. Vì thế khi ông đưa cháo trắng vào cơ thể ông thì cái gan của ông nó mới sống lại một lần, cộng với cái thuốc đặc trị ở đây thì nó mới phục hồi cái gan cho ông. Còn nếu ông đòi ăn cháo vịt, cháo heo, cháo gà ở đây, vì ở đây biết trị không hết, và kể cả bác sĩ trên thế giới này cũng trị không hết luôn. Tất cả các bác sĩ trên thế giới khi nghe nói sơ gan và ung thư gan thì là nước bị chết, đúng vậy. Còn ở bên Mỹ con có cảm giác được, con hiểu được điều này. Tất cả mọi người sơ gan thì lần bước đi chết, nhưng nếu theo phác đồ của cha Tường thì lần bước sẽ sống lại. Mà con cũng nói trước với ông, không phải con nhát ông, phác đồ này khó chứ. Thứ nhất là ông phải ở nhà trọ, nó thiếu thốn đủ thứ, không có máy lạnh, cũng không có ai truyền hình công, rồi cũng không có một cái gì cho ông hưởng hết. Mà ăn thì đối diện với chén cháo trắng với thuốc không, không chịu nổi không? Chắc không nổi đâu. Được. Sáng hôm qua ta cho đi trung tâm hòa hảo ha, kiểm duyệt, kiểm nghiệm 9 ca, 9 ca ung thư, thì 5 ca là sập bệnh, còn lại 4 ca là được 90% chứ chưa được 100%. Thì 4 ca đó nó cho không cho về, cho buộc phải ở 1 tháng nữa. Cha hết bệnh thật sự, hết dứt căn cho ký giấy cho về. Còn nếu muốn về hết 90% rồi đó, nếu muốn về cha cho về, cha không ý kiến, cha không ký giấy. Vì ở đây cha ký giấy là anh phải sạch bệnh cha mới ký. Còn nếu anh còn bệnh là cha không ký. Mà 4 ca này đã hết được 90%, nhưng muốn về là về, cha không ký. Mà 1 tháng nữa cha sẽ ký là dứt bệnh, dứt căn. Ở nhà trọ thì thứ nhất là ông không có một cái nhu cầu gì để mà đáp ứng cho ông. Ví dụ như ông muốn coi truyền hình không có, ông muốn mở một cái máy lạnh không có, chỉ có cái máy quạt thôi. Rồi ông muốn ngủ ở giường niệm không có, rồi ông muốn ăn một tô phở không có, rồi ông muốn uống một ly sữa không có, rồi ông muốn uống một ly nước trà không có, ông muốn hút một điếu thuốc không có. Tại sao cha không cho ông hưởng hết những thứ đó? Vì ông hưởng hết những thứ đó không làm cho ông hết bệnh. Mà đặc biệt là ông chỉ được ăn cháo trắng. Vì nếu ông ăn bất kỳ một chất nào vào cơ thể ông thì cái gan ông nó sẽ hành phân liệt chết. Đó là cái phác đồ của cha khó như vậy. Phác đồ khó thiệt đó, nhưng phác đồ đó sẽ làm cho mọi người sống hết ung thư gan. Mình vô phác đồ này không có đơn giản nữa. Mà phác đồ của cha trị là phải hết bệnh, chứ không chịu trị nữa chừng là bỏ chạy về, cha không trị. Bởi vì trị một người rất là vất vả, trị phải tới nơi và tới chỗ nha. Hiện bây giờ trong cơ thể ông chỉ có một cái chức năng mà ông bị nguy hiểm, đó là gan ông thôi. Còn những cái kia không ăn thua. Lần bước nó phục hồi cho ông. Trong quá trình trị sơ gan là trị luôn những cái thái dương, thái diếp thì hết cho ông nha. Ngược lại, ông phải ăn cháo trắng mới trị được cái gan. Còn nếu ông ăn bất kỳ chất gì vô là đã chạy, không dám trị. Trị mang tiếng, vì biết ăn trị hết. Rồi nhà trọ thì ở nhà trọ nó, chứ không cho ở nhà trọ khách sạn. Sau này Đức Giám Mục cũng gì đó ở, chứ không phải là Đức Giám Mục cũng phải về nhà trọ đó. Các linh mục cũng về nhà trọ đó. Nếu cúng mạng nha, không ai được một cái điều kiện hưởng thụ chứ. Vì anh đã hưởng thụ quá lẻ rồi mới ra bệnh tật nha. Chứ nếu anh mà sống cần kiệm liêm chính, hy sinh chí công vô tư, giúp người yêu thương cho không, ăn cây cỏ mà giống, không đến nỗi những cái bệnh hiểm nghèo. Đó là cái hình,
đó là một cái hình thức gọi là cơ thể của ông đến lúc nó phạt. Nó phạt ông rồi. Nha. Đó là cha nói một cách chân tình. Hồi nãy cha nói rõ ràng, tại sao bác sĩ Mỹ, bác sĩ Việt Nam nó không dám nói với bệnh nhân là mày ung thư sắp chết, nó không dám nói. Vì nó trị không được, nó không dám nói. Còn cha trị được, cha mới dám nói thẳng với bệnh nhân. Cha nói thẳng với bệnh nhân rằng bệnh anh là anh ở nhà làm chết, đến đây làm xong. Nhưng anh phải nghe lời cha trị cho anh. Còn anh không nghe lời cha trị, anh không sống đâu. Vì lát anh đòi ăn này, lát anh đòi ăn kia, mà cái gan của anh nó không cho phép ăn gì ngoài cháo trắng. Mà anh đòi ăn sao cha trị được? Phải không? Nó là như thế đó. Nguyên tắc của cha trị bệnh là nó rõ như ban ngày. Chứ để anh thôi vô phát đồ rồi anh đòi ăn đủ thứ là cha trị cũng được. Chuyện mà ông ở Mỹ á, là ông tự do. Ở Mỹ là tự do. Có nghĩa là ông ăn gì được, ông làm gì được, không ai đầy đà ông đó. Phải nè. Nhưng khi ông đi vào khung trị bệnh, ông không được tự do này. Ông mới hết bệnh. Ông phải hiểu ngay chỗ này nha. Ví dụ giờ bác sĩ bảo ông uống thuốc ngày 3 cử, ông uống 2 cử hết không? Không. Đúng không? Ông hiểu chỗ này phải không? Ví dụ như giờ bác sĩ mà có thằng bác sĩ nào mà nó trị sơ gan cho ông đâu về thế này. Đúng không? Nếu mà ở đất nước Mỹ mà có thằng nào bác sĩ nào mà nó trị hết bệnh sơ gan cho ông không bao giờ ông về, ông lặn lội tới nơi này. Không bao giờ. Thằng nè, ngược lại nếu ở thành phố Hồ Chí Minh mà trị hết sơ gan cho ông cũng muốn lặn lội xuống đây. Ở trên đó nó có máy lạnh, nó có ăn uống đủ thứ xa hoa lộng lẫy. Phải không? Vậy tôi ở trển, tôi vừa trị bệnh, tôi vừa hưởng thụ. Nhưng mà không có cho ông, không có người cứu ông. Vậy thì chọn lựa thì phải mất mát. Phải không nè? Ông chọn cái cuộc sống thì ông phải bỏ một thứ này để ông sống. Giống như bây giờ ông muốn làm linh mục thì ông phải cưới vợ. Rồi ông muốn cưới vợ thì ông không được làm linh mục. Đúng vậy không? Thì giờ ông muốn hết bệnh thì ông phải dẹp hết những thứ này. Chứ ông thể nào bây giờ tôi vừa có thứ này mà vừa hết bệnh trên đời này không có cho ông. Con mới về được sao anh? Không sao. Nhìn nó về, nó cứ về. Chỉ có một cần một người ở lại nuôi ổng là làm giấy được rồi. Nha. Cha có thắc mắc gì không? Cha hỏi cha. Hỏi cha đi, cha trả lời. Bây giờ cha nói cho ông nghe, khỏi thắc mắc cái gan ông cho trị hết á, khỏi thắc mắc nữa. Rồi vậy đi, có nhiêu là ông về ông suy nghĩ ăn cháo trắng được không? Thắc mắc chi? Sống khổ được hơn không? Ừ. Sống khổ được hơn không? Nha, rồi đọc kinh. Chí nhân cha và con và sáng danh của cha và đức con và đức thanh đoàn. Vàng có và đời đời chẳng cùng nha. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho cái nắng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lan vui vẻ vô cùng. Cha nói lại là bệnh của ba con không khó chữa. Ở về phía bên bác sĩ đây là không khó chữa. Người ta bảo lãnh trị hết, nhưng khó ở nơi ba con nha. Nhưng khi vô phát đồ là nghiêm minh trị nó hết, để nửa sao đổ thừa nha. Rồi vậy đó. Quý vị nhà nội nghỉ ngơi đi.